Xin chào mọi người, chào cô chú anh chị và các bạn lại tiếp tục trở lại với kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay mình đang có mặt tại thị trấn Biển Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chỗ mình đứng là ngã tư Nguyễn Chí Thanh và đường Nguyễn Tất Thanh. Đây là đường Nguyễn Tất Thanh này, hướng này là hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Còn con đường bên này là đường đi xuống biển nha. Còn đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Thì hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho anh chị và các bạn xem một cái lô đất hơn 1.000 mét vuông ha. Nó cách đây khoảng chừng hơn 100 mét thôi. Thì xa xa mọi người sẽ thấy khách sạn của Đoàn Ăn Dưỡng 298 ha. Đất thì nó cách biển khoảng chừng 300 mét thôi nha mọi người. Thì còn cái hướng bên này này, hướng bên tay trái mình là hướng đi về đèo Nước Ngọt và biển Phước Hải ha. Đây đường Nguyễn Chí Thanh này, giao với đường Nguyễn Tất Thành này. Mọi người chạy về hướng này thì sẽ đi về biển Phước Hải, đi về Hồ Tràm, đi về Lộc An, đi về Bình Châu, đi về Bình Thuận nha. Thì từ ngã tư mà mình chạy vào đất khoảng hơn 100 mét là tới nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người chạy vào. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh hay còn gọi là đường quy hoạch số 9. Cái con đường rất là đẹp, một trong những cái con đường đẹp nhất của thị trấn Biển Long Hải nha mọi người. Ở đây thì hạ tầng thì rất là khang trang. Như mọi người đã thấy này, đường này thì nó rộng 36 mét, vỉa hè mỗi bên là 5 mét nha. Thì từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh và đường Nguyễn Tất Thành mọi người chạy vào thì đầu tiên mọi người sẽ gặp cái ngã tư đây. Thì thị trấn Biển Long Hải là một cái thị trấn du lịch nên hạ tầng được đầu tư rất là bài bản, rất là chỉnh chu và rất là đẹp, rất là khang trang nha. Như mọi người đã thấy này, đường thì thẳng tắp, cây cối thì rất là gọn gàng, lúc nào cũng rất là sạch sẽ ha. Ở đây thì rất là mát tại vì gần biển mà, nó cách biển chỉ khoảng chừng 300 mét thôi. Từ đất mình đi bộ có thể đi xuống biển được nha mọi người, chỉ mất vài phút đi bộ đã tới biển rồi. Thì đây là lô đất này, đấy, lô đất ở bên kia đường nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ sang bên kia mình quay chi tiết cho mọi người xem. Đây là phía trước đất của mình ha, đây là trước đất này. Đấy, hai cái khách sạn đó thì nó nằm ngay bờ biển ha. Từ đây xuống biển khoảng 300 mét thôi. Mọi người chạy thẳng tới, mọi người rẽ trái thì sẽ đi xuống biển. Thì cái vị trí ở trên bản đồ Google Maps mọi người sẽ thấy này, đất ở đây này. Đó, biển đây ha, nó rất là gần thôi. Đấy, đất đây, biển đây, cực kỳ đẹp luôn. Thì ở một cái thị trấn biển, ở một cái thị trấn du lịch thế này để tìm được một cái lô đất khoảng 1.000 mét vuông thì nó rất là khó cho mọi người. Hầu hết là những cái diện tích lớn thì người ta đã giao cho doanh nghiệp hết rồi. Thì phía đối diện đất mình thì có một cái trường học, cái trường cấp 2 nhá. Còn cái hướng này là cái hướng ra đường Nguyễn Tất Thành mà hồi nãy mình bắt đầu chạy vào này. Đấy, từ đây ra đó khoảng hơn 100 mét thôi. Ha, đất thì bên núi bên biển rất là đẹp. Đấy, bên kia là núi Bình Đạm nha mọi người. Đó, mình rẽ trái đi về thành phố Hồ Chí Minh, đi về thành phố Bà Rịa này. Mình rẽ phải đi về đèo Nước Ngọt, đi về biển Phước Hải, đi về Hồ Tràm, đi về Bình Thuận ha. Thì cái video hôm nay nó sẽ rất là dài cho mọi người. Nó sẽ rất là cần thiết cho những anh chị nào đang tìm đất xây biệt thự, xây khách sạn, xây nhà nghỉ hoặc làm homestay. Thì đây là lô đất. Lô đất này có tổng diện tích là 1.035,9 m², thổ cư là 589 m, chiều ngang phía trước là 11 m ha. Từ đây này sang cho tới cái căn nhà bên này là 11 m. Nó dài vào trong kia là 55 m nha. Sau đuôi nó thì nở hậu ra 25 m. Đất thì nó giống như hình chữ L, rất là đẹp. Đây là phía trước này. Lô đất này thì nó rất là phù hợp cho anh chị nào xây khách sạn, xây nhà nghỉ hoặc là xây biệt thự biển. Tại vì ở đây nó rất gần biển nha, nên rất là mát. Thì bây giờ mình sẽ mô tả chút xíu cho lô đất cho mọi người dễ hình dung. Lô đất thì gồm 3 thửa gộp lại ha. Đây là một thửa này, hai thửa này, ba thửa này. Ba thửa gộp lại nó sẽ như thế này. Đây, tổng diện tích là 1.035,9 m². Đường Nguyễn Chí Thanh này. Đây là chiều ngang phía trước 11.11 ha, dài 55, nở hậu là 25 mét. Đấy. Còn ở cái khúc này này, nó có một cái con hẻm ha. Đây, bên hông trái một hẻm này, bên hông phải một hẻm này. Đấy, hai con hẻm này mai mốt sẽ được mở rộng ra ha. Khi mà hai con hẻm bên hông mở rộng ra thì cái lô đất này nó sẽ thành là ba mặt tiền cho mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mình quay chi tiết này.
Đấy, cái ranh là từ cái bức tường này sang cho tới cái chiếc xe máy này là 11 mét nha mọi người. 11 mét. Đất ở đây thì rất là bằng nhá, rất là bằng phẳng, rất là đẹp. Đây. Cái vỉa hè này thì nó rộng khoảng chừng 5 mét này. Đấy, cây xanh nha. Vỉa hè cây xanh, đèn đường, đèn chiếu sáng thì có hết rồi. Nước ở đây là nước máy nha mọi người. Lô đất cực kỳ đẹp. Đấy. Chỗ này anh chị xây khách sạn thì rất là ok nhé, hoặc có thể mở nhà hàng cũng được nhé. Thì cái vị trí này nó rất là phù hợp để xây khách sạn, nhà nghỉ, hoặc là làm nhà hàng, hoặc là xây biệt thự nghỉ dưỡng đều được. Đấy, nó dài vào tới trong kia, phía trong kia thì nó sẽ rộng ra nhé. Để mình đi vào trong, mình quay cho mọi người xem. Đấy, nó từ cái bức tường này ra bên này này. Hôm nay thì đang nhờ cô chú này, cô chú dọn đi để cho nó sạch cái mặt bằng. Đấy, cái bên hông là cái căn nhà của người ta nha mọi người. Đấy. Đấy, cái ranh của mình là từ đây ha. Đấy, cái ranh của mình là từ đây. Đấy, đất rất là bằng, xung quanh thì dân ở rất là đông. Thì ở đây là cái thị trấn biển này. Đây là cái phần phía trong nó nở ra này. Đó, như mọi người thấy ha. Đất của mình đã được bao tường hết rồi. Xung quanh có ranh có móc hết rồi nha. Đất bằng phẳng rất là đẹp. Thì từ đây anh chị đi về Hồ Tràm thì khoảng chừng hơn chục cây thôi, đi Phước Hải thì khoảng 2 cây số thôi, đi về thành phố Bà Rịa 12 cây và đi về thành phố Vũng Tàu thì mất khoảng chừng 6 7 cây gì đó là sang tới Vũng Tàu nha mọi người. Ở đây thì từ trong đất mình có thể thấy những cái khách sạn ha, khách sạn ở bên bờ biển. Đây, đất đã được bao ranh hết rồi. Đây này, cái ranh bên kia nó sang tới bên này. Thì cái này là cái nền nhà cũ hồi xưa nhá. Hồi xưa ở chỗ này người ta làm cái quán nha. Đấy. Nên nó vẫn còn những cái nền này. Thì đất ở đây là đất quy hoạch đất ở kết hợp thương mại dịch vụ nha. Nên anh chị xây nhà ở cũng được, xây khách sạn, xây nhà nghỉ hoặc là kinh doanh buôn bán đều được. Đây là xung quanh cái ranh này, đây là phía sau của đất nha. Lại phía sau mình thì vẫn còn một lô đất trống. Phía bên kia là cái resort của tập đoàn Tram đang làm. Đây là dân cư bên hông. Đó là khách sạn của đoàn An Dưỡng 298. Đấy, nhìn xa xa bên tay phải kia sẽ là resort Long Hải nhé. Đấy, từ đây ra biển nó mất khoảng chừng 300 mét. Nếu xây nhà 2 lầu thì từ trên lầu mình có thể nhìn thấy biển nhé. Cái căn nhà bên tay trái kia là căn nhà của người ta nhé. Đấy. Cái căn nhà này mai mốt sẽ làm cái con đường vào bên hông chỗ này này. Đấy. Đây, từ đất mình nhìn ra nhé. Từ đất nhìn ra, đối diện đất mình là cái trường học. Còn bên phải sẽ có một con hẻm nhé, con hẻm nhỏ chuẩn bị sẽ mở rộng ra tiếp. Đây là cái mặt bằng đất. Đây. Đất rất là bằng. Đây. Thì cái lô đất này nó rất là đặc biệt nha anh chị. Thì khi anh chị mua cái lô đất này thì anh chủ đất sẽ có cái quà tặng rất là đặc biệt cho mọi người. Thì đặc biệt thế nào thì lát nữa mình báo giá mình sẽ nói luôn nha. Đó, cái ranh nó từ đây ha sang bên này là 11 mét này. Đó là cái mặt tiền phía trước, còn cái mặt tiền phía sau là nó nở hậu ra 25 mét rồi. Mình nhắc lại ha, tổng diện tích là 1.035,9 mét vuông. Ngang phía trước là 11 mét, dài 55 mét, phía sau nở hậu là 25 mét, thổ cư là 589 mét nha. Đây là phía trước đất của mình. Mình sẽ phải quay chi tiết như thế này để có những anh chị nào có thật sự có nhu cầu để mua thì người ta sẽ biết chi tiết được để người ta liên hệ nha mọi người. Đây, trước đất này. Đó, cái hướng này hướng ra biển này. Thì cái hướng này ra biển phía trước nó là cụt nha, nhưng mà nó sẽ có con đường bê tông 5 mét ở bên tay trái để đi ra biển. Mai mốt cái chỗ cụt kia sẽ được làm mà thông và sẽ có cái quảng trường giống như là bên bãi sau của Vũng Tàu. Đấy. Thì giá cái lô đất này là 29 tỷ nhá. Các bạn sẽ được tặng kèm một cái căn hộ 85 mét vuông
căn hộ view biển ha, view biển Kim Tơ Phước Tỉnh tầng 7 nha mọi người. Đây. Đây là cái thông tin của căn hộ này. Đấy. Tầng số 7 này. Đấy, view biển luôn nhá. Đây. Thì ngoài ra thì anh chị sẽ còn được tặng một cái bản thiết kế homestay. Đây, bây giờ mình sẽ chạy từ đất mình chạy ra đường Nguyễn Tất Thành cho mọi người xem để mọi người hình dung được cái giao thông, cái con đường đi nó như thế nào. Thì từ đất anh chị sẽ chạy thẳng một đường là ra tới ngã tư đường đường Nguyễn Tất Thành và đường Nguyễn Chí Thanh, rồi mọi người chạy thẳng sẽ đi tới là núi Bình Đạm nhé. Núi Bình Đạm thì chuẩn bị sẽ làm khu du lịch Bình Đạm. Thì cái giá là 29 tỷ nha anh chị, 29 tỷ thì anh chị sẽ được tặng kèm một cái căn hộ tầng 7 85 m² view biển và một cái bản thiết kế homestay. Đây, tới đây thì anh chị lấy trái thì đi về thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Hồ Chí Minh, chạy thẳng thì lên núi Minh Đạm, rẽ phải thì ra biển Phước Hải nhá, đi đèo nước ngọt. Đây là sổ hồng này, nó có ba cái sổ gộp lại nhá. Đây là cái sổ thứ nhất này, đây là mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh, đây là con đường hẻm bên hông này. Đấy, đất giao thông là có nghĩa là cái con đường hẻm bên hông sẽ được mở rộng ha, hướng về hướng Tây Bắc. Đây là cái sổ thứ hai này, đây cái sổ thứ hai. Đó. Sổ thứ hai thì bên hông cái hẻm bên phải sẽ được lấy rô 6 mét. 21 hai cái con hẻm hai bên được mở rộng ra thì đất sẽ ra ba mặt tiền, lúc đó anh chị xây khách sạn nó cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, đất ở cộng thương mại dịch vụ này, cái phần gành gạch này là phần lấy rô để mở rộng hẻm này. Đây là cái sơ đồ trích đo và bảng kê toàn độ ha. Đất của mình là một thửa này, hai thửa này, ba thửa này. Đấy, đây là thửa thứ nhất, thửa thứ hai, thửa thứ ba. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh nhá. Đây, ngang phía trước là 11.11 m này. Đấy. Chiều dài nó 23 m ha, là cái thửa đầu tiên. Đây, thửa thứ hai, thửa thứ ba. Đây là cái con đường hẻm bên hông trái này. Đây là đường hẻm bên hông phải này. Đây, đây là cái căn nhà của người ta ha. Thì mai mốt nó sẽ mở rộng thì lấy vô căn nhà là 6 m. Thì cũng như là lấy vào đất của mình 6 m nha, để mở rộng cái con hẻm bên hông để đất nó ra ba mặt tiền. Đây là thửa thứ nhất này. Đấy, thửa thứ hai này, thửa thứ ba này. Đấy, còn đây là cái vị trí của lô đất. Còn đây là khi mà mình gộp ba thửa lại thì nó sẽ như thế này, để mình giải thích rõ hơn. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Đấy. Cái chiều ngang phía trước là 11.11 này. Chiều dài là 55. Đấy, nở hậu là 25 mét ha, đất hình chữ L. Tổng diện tích là 1.035 mét vuông. Đây, 1.035,9 mét vuông. Đây là hẻm bên trái này. Còn đây là con hẻm mà bên phải này. Đấy. Thì hai con hẻm này mai mốt sẽ mở rộng. Đây là cái căn nhà của người ta ha. Căn nhà của người ta sẽ nằm ngay góc đất mình. Đây. Thì mai mốt mở rộng ra thì người ta sẽ lấy vào bên này này. Đấy, lấy vào bên này ha, sẽ lấy như thế này. Đấy, cái phần này là phần lấy đi này. Đây, lấy đi hết chỗ này này. Để mở rộng cái con hẻm bên hông ha. Đây là quy hoạch của thửa đất ha. Đấy, quy hoạch rất là đẹp, thị trấn Đông Hải quy hoạch thì rất là bài bản rồi. Đây, đất phủ hồng hết này. Cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp ha, để mình zoom lớn lên. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh này. Đây, đất của mình gồm 3 thửa nha. Đây là thửa thứ nhất này. Bản đồ 158 thửa 145, diện tích là 289 mét vuông. Đất thì phủ hồng hết rồi, rất là đẹp. Đây là thửa thứ hai. Đây là thửa thứ hai này. Đấy, từ bản đồ 158 thửa 142. Đấy, đây là thửa thứ ba. Đây là thửa 64 á, từ bản đồ 158 ha. Ở đây là quy hoạch đất ở kết hợp thương mại dịch vụ nha mọi người. Đây mình zoom nhỏ lại cho mọi người xem ha, quy hoạch rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp ha. Để mình chuyển qua cái lớp này cho mọi người dễ nhìn. Đây biển đây. Đây là biển ha. Đất của mình chỗ chấm màu xanh kia. Đây là đất này. Đấy. Đây mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh này. Thửa đất này. Đấy, ba thửa nhá.
để zoom lớn lên chút xíu nữa cho mọi người dễ nhìn. Thửa thứ hai này, đấy, đây là thửa thứ nhất này. À, còn đây là cái chứng chỉ quy hoạch ha. Đấy, thửa 64, thửa 142, thửa 145, tờ bản đồ 158 này, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền theo quy hoạch 1/2000. Thì cái đất này là đất này, chức năng đất này, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ và giao thông. Thì giao thông có nghĩa là mở rộng hai con hẻm kia ha, người ta sẽ lấy vô một chút. Đây. Đây là tất cả các thông tin chứng chỉ quy hoạch. Và bây giờ sẽ là cái vị trí của lô đất trên bản đồ Google Maps này. Đấy, của lô đất đây ha. Biển đây này. Đấy, biển đây. Rất là gần. Từ đất ra biển 300 mét thôi. Đó. Đây là khách sạn 298. Đây, đây là bãi tắm này. Đây là resort Tram này. Đây là dinh cô này. Cực kỳ đẹp luôn ha mọi người. Xung quanh rất là nhiều resort và khách sạn. Nên anh chị nào xây khách sạn ở đây thì rất là đẹp nha. Thì anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình 0928037037 ha, đất của mình đây. Đấy. Vị trí đất rất là đẹp. Đất thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh, đây là đất. Cực kỳ đẹp luôn ha mọi người. Mình đi ra biển mình có thể đi bộ được nha anh chị. Rồi anh chị nào cần thì gọi cho mình 0928037037 nhé. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh này. Mình chạy ra đây là ra biển rồi này. Đó. Cái vị trí này nó rất là quan trọng để anh chị hình dung được nhé. Đây là đường Nguyễn Tất Thành. Thì từ đường Nguyễn Tất Thành mình chạy vào đất nó khoảng chừng hơn 100 mét thôi. Đây, lô đất, vị trí lô đất đây. Thì mình quay chi tiết như thế này thì anh chị nào nhìn trên bản đồ đã hình dung được các vị trí đất nó như thế nào rồi. Đây, lô đất đây này. Lô đất đây, còn đây là núi Minh Đạm nha. Đấy, còn đây là đèo Nước Ngọt và hướng ra biển Phước Hải. Đây, mọi người nhìn cái vị trí nó rất là đẹp. Ở đây thì rất là mát. Nó phù hợp cho anh chị xây biệt thự nghỉ dưỡng hoặc là khách sạn, hoặc là nhà nghỉ, hoặc là homestay nhé. Làm du lịch thì rất là ok. Thì từ đất này, anh chị đi về Hồ Tràm nó khoảng chừng hơn chục cây thôi. Còn anh chị ra biển Phước Hải khoảng 2 cây là tới rồi. Đó. Đây là anh chị theo đường này là ra tới Hồ Tràm này. Con đường này là gọi là đường đường ven biển này. Đây anh chị chạy thẳng Nguyễn Tất Thành này, sẽ ra khu du lịch đèo Nước Ngọt này, ra biển Phước Hải này. Ở đây thì rất là nhiều resort nghỉ dưỡng và các thứ đấy. Men theo đường ven biển nhá. Đây men theo đường ven biển Phước Hải thì anh chị sẽ gặp biển Hồ Tràm, Lộc An, Hồ Cốc. Đây. Đây là ra tới Hồ Tràm rồi nhá. Đây là ra tới Hồ Tràm này. Cực kỳ đẹp luôn. Còn từ đất mà anh chị đi về Vũng Tàu thì rất là gần, chỉ khoảng chừng 6-7 cây thôi. Mình qua cầu Cửa Lấp là tới 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 biển Long Hải rồi. Vị trí đất đây. Đấy. Còn đây là thành phố Vũng Tàu này. Đấy, chỗ nhọn nhọn là thành phố Vũng Tàu. Đấy, từ đất mà ra tới thành phố Vũng Tàu khoảng 7 km thôi nha. Nên cái lô đất có cái vị trí rất là đẹp. Đây, đất này mình đi theo con đường này này. Qua cầu Cửa Lấp thì sẽ ra tới biển Vũng Tàu. Đây là biển Vũng Tàu ha. Đấy, anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình 0928037037. Mình quay thế này để những anh chị ở khu vực ở xa phía Bắc hay là những tỉnh khác thì dễ hình dung ha, còn những anh chị nào mà ở gần đây mình biết rồi thì mình có thể bỏ qua. Đây cái lô đất của mình này. Đất cực kỳ đẹp. Đây là những cái khách sạn bên biển này, Đoàn An Dưỡng 298 này, ai đi biển Long Hải thì sẽ biết ha. Bãi tắm Long Hải thì rất là đẹp như mọi người thấy ha. Bãi cát thỏi dài, cực kỳ đẹp luôn.
Thì từ đất này anh chị sẽ đi cái con đường bê tông 5 mét này, sẽ ra đường Lý Tự Trọng, mình kèo phải là ra đất ha. Tại vì hiện tại thì cái con đường này, đường Nguyễn Chí Thanh nó chưa thông ra biển. Đây là vị trí của lô đất này. Đây này, đó, mai mốt nó sẽ thông, anh chị sẽ chạy thẳng ra đường Lý Tự Trọng luôn. Đất mình sẽ ra ba mặt tiền, mình chạy thẳng nó sẽ ra tới Lý Tự Trọng. Rẽ phải thì sẽ đi ra biển nha. Đất thị trấn Long Hải tổng diện tích là 1.035,9 mét vuông, thổ cư 589 mét. Ngang phía trước là 11 mét, nở hậu 25 mét, dài 55 mét. Thì giá bán của cái lô đất này là 29 tỷ nhá. 29 tỷ anh chị sẽ được tặng kèm một căn hộ 85 mét vuông view biển và một bản thiết kế homestay miễn phí nhá. Anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình 0928037037. Rồi chào mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận những cái sản phẩm tiếp theo của mình.